Vào khoảng 14 giờ 53 phút ngày 2 tháng 4, Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo tại đường tránh thành phố Hà Tĩnh, đoạn qua xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, xảy ra vụ tai nạn giữa chiếc xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Nam Định với xe tải mang biển số Lào. Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế xe tải là anh NTD, 37 tuổi, ngụ tại Hà Tĩnh và tài xế khách là anh LVH, 46 tuổi, ngụ tại Nam Định bị mắc kẹt trong cabin. Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động một xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai hệ thống banh cắt, móc tời phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Được biết, tài xế xe tải sau khi được đưa ra khỏi cabin đang trên đường đi cấp cứu đã tử vong. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.